trị của mục tiêu Vài năm gần đây, khi Scrum Guide 2020 đề cập đến Product Backlog phải cam kết với Product Goal, Spring Backlog phải cam kết với Spring Goal và trở thành một phần không thể thiếu trong Scrum Framework. Các Scrum Team bắt đầu nghiêm túc hơn và áp dụng điều này vào công việc xây dựng sản phẩm của mình. Nhưng đâu đó, vẫn có rất nhiều Scrum Team, dù đang cố gắng để áp dụng, nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn và lay hoay không biết phải làm thế nào để có thể xây dựng một mục tiêu tốt và giúp sản phẩm thành công. Lý do cho việc Scrum Guide 2020 đề cập về Spring Goal và Product Goal đó là vì muốn các Scrum Team phải có mục tiêu chung. Mục tiêu chung luôn là thứ quan trọng, dù trước đó Scrum Guide không đề cập đến nó. Cơ bản, mục tiêu chung giúp cho Scrum Team trở nên tự chủ có ý thức vì sự tự chủ sẽ dẫn đến hỗn loạn nếu nhóm không có được một mục tiêu chung. Bài viết này sẽ chia sẻ về những vấn đề mà các Scrum Team thường hay gặp phải trong việc đặt mục tiêu của mình, khiến cho mục tiêu không được thống nhất hay không được liên kết rõ ràng để trở thành một mục tiêu chung. Qua đó cũng sẽ chia sẻ đến mọi người một công cụ nhỏ giúp cho các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc đặt mục tiêu có giá trị. Những vấn đề trong việc đặt mục tiêu Thứ nhất mục tiêu không mang lại giá trị cho tổ chức bất kỳ một sản phẩm nào đều phải mang lại giá trị cho tổ chức đã tạo ra nó đó có thể là doanh thu hoặc danh tiếng nếu sản phẩm đó là sản phẩm phi lợi nhuận hoặc cả hai một tổ chức sẽ thôi không đầu tư cho sản phẩm đó nữa nếu nó không mang lại giá trị nào cho chính tổ chức đó đơn giản vì tổ chức đó sẽ không thể tồn tại bạn thử nghĩ rằng liệu sản phẩm nào có thể tồn tại từ năm này sang năm khác nhưng không mang lại giá trị nào ngoài việc đốt tiền đầu tư vào nó. Thứ hai, mục tiêu không mang lại giá trị sản phẩm. Nghe có vẻ buồn cười nhưng cũng có nhiều sản phẩm vì chạy theo lợi nhuận, có thể do áp lực từ nhà đầu tư hoặc phía khách hàng mà đã không tập trung xây dựng giá trị nội tại cho chính mình ví dụ vì áp lực mở rộng thị trường tăng doanh số sản phẩm thương mại điện tử a tập trung nhiều vào việc bán hàng và marketing nhưng lại thiếu đầu tư vào việc giúp cho hệ thống của mình ổn định hơn khi có số lượng người dùng tăng đột biến điều này dẫn đến việc dù số lượng người mua và sử dụng trang thương mại điện tử a có tăng lên trong thời gian ngắn nhưng lại gặp nhiều khó khăn khi liên tục quá tải vì số lượng người dùng tăng điều này dẫn đến trải nghiệm mua sắm bị giảm sút và người dùng rời đi ngay sau đó dù đã tốn rất nhiều tiền cho việc quảng bá thứ ba mục tiêu không mang lại giá trị cho người dùng đây là một sai lầm thường thấy nhất trong quá trình xây dựng sản phẩm người dùng thường là đối tượng bị bỏ quên và ít được quan tâm dù cho ngày nay khẩu hiệu như nâng cao trải nghiệm người dùng hay tập trung vào người dùng luôn là câu cửa miệng của các sản phẩm hoặc dịch vụ. Lý do thường thấy nhất của việc người dùng bị lãng quên là do các nhóm xây dựng sản phẩm làm lẫn giữa giá trị của sản phẩm và giá trị người dùng. Lấy ví dụ sản phẩm A ở trên, việc xây dựng những giá trị nội tại cho sản phẩm như khả năng chịu tải khi có số lượng người dùng tăng đột biến hoặc một kiến trúc hệ thống giúp cho sản phẩm có thể dễ dàng mở rộng hay nâng cấp về sau nhưng chưa mang lại giá trị nào cho trải nghiệm người dùng hay giải quyết vấn đề hiện tại cho người dùng cả. Nói khác đi là xây dựng những thứ mà người dùng không cần. Người dùng khi bị bỏ rơi có khả năng sẽ rời bỏ sản phẩm đó và khi đó liệu những chuẩn bị cho hệ thống còn có giá trị. Thứ tư, mục tiêu không mang lại giá trị xã hội. Khi một sản phẩm chỉ chú trọng vào doanh thu và quên mất giá trị cho xã hội sẽ rất khó cho sản phẩm đó có thể tồn tại lâu dài bạn có thể thành công trong việc có một sản phẩm đang có doanh số tốt, nhưng nếu chính sản phẩm đó mang lại giá trị tiêu cực cho xã hội thì sao? Không sớm thì muộn bạn cũng sẽ phải đối mặt với việc xã hội lên án chính sản phẩm đó nếu nó không thay đổi và đảm bảo giá trị xã hội phải được tôn trọng. Ví dụ, những hãng thời trang nhanh như Zara, H&M những năm gần đây đang là một cái tên hot và ăn nên làm ra nhưng chính họ đã phải đối mặt với một làn sóng phản đối khác khi tạo ra nhiều rác thải khó tái chế bản thân của những doanh nghiệp này gần đây đã có rất nhiều chiến dịch để thay đổi và mang lại giá trị cho xã hội qua việc giảm thiểu rác thải không thể tái chế hoặc thu hồi và sử dụng lại những vật liệu đã qua sử dụng thứ năm mục tiêu không mang lại giá trị cho từng cá nhân trong nhóm điểm cuối cùng nhưng lại là cốt lõi những con người trực tiếp làm ra sản phẩm cũng hay bị bỏ quên những nhà phát triển sản phẩm vô tình hoặc cố ý không xem những cá nhân đang làm việc để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ là con người họ bị xem là những bánh răng trong một bộ máy và dễ dàng bị thay thế nhưng chúng ta đã không còn trong thời đại công nghiệp sự đóng góp của cá nhân không giới hạn bởi sức hay mồ hôi mà còn là sức sáng tạo và tư duy khác biệt mà mỗi cá nhân sở hữu chính vì lẽ đó một sản phẩm thành công sẽ là một sản phẩm có được những cá nhân hết lòng đóng góp kỹ năng và khả năng của mình cho sản phẩm đó. Việc mỗi cá nhân trong nhóm nhận thức được hình bóng công sức của mình trong sản phẩm đó sẽ là động lực lớn cho cá nhân đó đóng góp nhiều hơn cho sản phẩm và qua đó nhận ngược lại giá trị và niềm vui cho chính mình vì những lý do nêu trên tôi nhận thấy để một sản phẩm thành công nó cần có chiến lược và những mục tiêu đạt đủ năm góc độ thứ nhất for me mục tiêu này có làm cho tôi cảm thấy tự hào khi là một phần của nhóm hay không tôi có thấy hứng thú với mục tiêu này không thứ hai for customer mục tiêu này có mang lại giá trị hay giúp đỡ khách hàng không thứ ba for product mục tiêu này có lợi cho sản phẩm không hoặc ít nhất không gây tổn hại đến sản phẩm thứ tư for system Mục tiêu này sẽ giúp mang lại lợi ích cho tổ chức. Thứ năm, for social, mục tiêu này sẽ mang lại giá trị xã hội hoặc ít nhất nó không gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Do đó, tôi đã tạo ra một công cụ gọi là MCPSS, Me Customer Product System and Social. Qua đó giúp các nhóm phát triển sản phẩm có thể xây dựng một mục tiêu chung toàn diện hơn vì nó sẽ giúp bạn tạo ra một mục tiêu mang lại giá trị cho tất cả các bên. Hãy cùng Scrum Team của mình tự trả lời 5 câu hỏi trên và đặt một mục tiêu có lợi cho từng cá nhân trong nhóm, cho người dùng, cho sản phẩm, cho công ty và cho xã hội. Vì chỉ khi đó, bạn sẽ có được mục tiêu chung và sản phẩm của bạn mới có được những bước phát triển bền vững. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video của Scrum Việt hữu ích, hãy like, share và subscribe YouTube channel của Scrum Việt để tiếp tục theo dõi những video mới của chúng tôi nhé!